Chào quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị bạn xem thêm một số các may phôi của anh Toàn ở chợ gạo Tiền Giang. Thì quý vị bạn xem mà vô lưu anh Toàn nhé. Dạ chắc nay mai gì là đủ. Rồi chào anh Toàn nè, mình có mấy cây mai phôi giao lưu anh. Dạ, chào anh Tâm. Nay em có lên lớp 4 lô. Dạ, dạ. 2 lô 4 cây và 2 lô 5 cây và 40 phôi lẻ. Dạ, dạ. Cô chú và các anh chị ở mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho Toàn nha. Dạ, dạ. Rồi số điện thoại anh số mấy anh Toàn? Số điện thoại của em là 0367 065 387. Đây cũng là số giao lưu của em luôn. Dạ, dạ. Rồi mình ship cho anh. Rồi ship thì đơn hàng từ 1 triệu tới lên thì em còn ship toàn quốc nha. Rồi rồi. Ở dưới 1 triệu ví dụ 800-900 thì mong các cô chú anh chị hãy ủng hộ 2 cây hoặc 3 cây ủng dạ, dạ. hộ giúp em nha. Rồi mình đất bắt đầu đông thân ha. Đầu tiên là lô số 1. Lô số 1 có mấy? Có 4 cây nha cô chú anh chị. 4 cây ha. Dạ. Rồi giá nhanh. 4 cây này có giá 1 triệu. Rồi, thân luôn. Rồi, bình thân đầu tiên là 11. 11 anh. Cây cái bên thì cái này chắc 10 quá. 10 mình. Cái này thì 14 quanh. 14 quanh. Rồi, cây nhỏ nhất luôn. Rồi, cây nhỏ nhất nha. Cho 8 nha. 8 quanh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao cây dài nhất là 47. 47. Rồi, cây lùng nhất luôn. Cái này thì cái này là 30. 30. Rồi, cái này là 35 luôn. 35. Cái cuối cùng 29 của anh. Rồi anh xem dòng. Rồi 4 cây này có giá 1 triệu cô chú anh chị ơi. Lô số 1 ha. Dạ đúng rồi, lô số 1. Đây để đây. Để rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mong cô chú anh chị nhiệt tình ủng hộ cho Toàn nha. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là lô số 2 có mấy cây anh? Lô số 2 này có 5 cây anh Tâm ơi. 5 cây ha. Dạ dạ. Rồi giá nhanh. Dạ, giá cũng 1 triệu luôn. Giá 1 triệu luôn. Dạ. Rồi mình đo cây nhỏ nhất với cây bự nhất ha. Dạ dạ dạ. Cây này rồi, cây này có hoành là 10. 10 hoành. Rồi cây bự nhất. Cây này thì 11 hoành. 11 hoành. Rồi chiều cao luôn. Cao với cây lùng ha. Ước lượng cây cao nhất là 58. 58. Rồi cây lùng cao 58. Rồi cái này có 37 của anh nha. Chiều cao là 37 ha. Rồi anh xem dòng luôn. Năm nay 5 cây cũng có giá 1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Đây, để đây. Cây này để cầm cho. Rồi. Rồi tiếp theo anh. Muốn sai luôn. Tiếp theo là lô số 3, có mấy cây anh? Lô số 3 có 4 cây. 4 cây ha. Rồi giá nhiêu? Giá 1 triệu luôn. Giá 1 triệu luôn. Rồi mình đo cây nhỏ nhất với cây bự nhất ha. Rồi cây đầu tiên có hoành là 12. 12 hoành. Rồi cây nhỏ này luôn. Cây nhỏ nhất thì nhiêu? 9 hoành. 9 hoành. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 37. Chiều cao là 37. Rồi cây kế bên luôn. Cây này là 31. 31. Cũng cỡ cỡ ha. Cỡ cái này 33. 33. Rồi anh xem dòng luôn. Tầm ngang ngang nhau. Đây, bộ đế đây. Rồi, đế sổ nha bà con. Rồi, lô số 3 có 4 cây, giá 1 triệu quý vị. Rồi, tiếp theo lên. Rồi, xuống cây. Tiếp theo là lô số 4. Có mấy cây anh? Dạ lô số 4 có 5 cây anh Tâm. 5 cây ha. Rồi giá nhanh. Dạ, giá cũng 1 triệu luôn. Giá cũng 1 triệu luôn quý vị ơi. Rồi giá 1 triệu lên bao ship toàn quốc nha cô chú và các anh chị. Rồi. Rồi hoành thân cây lớn nhất. Cây lớn nhất. Cái này thì 13 hoành. Rồi cây nhỏ nhất luôn. Bé này mình đi quý vị. Cây này thì 7 hoành. 7 hoành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao của cây lớn nhất là 58. 58. Cái thấp nhất là 28 rồi. 28 chiều cao ha.
mới quay lần đầu cũng hơi lật chụp, mong cô chú các anh chị thông cảm cho Toàn nha. Rồi. Cây nhỏ mà để VIP không cô chú anh chị ơi. Mạnh tay số 4 có 5 cây nha. Giá 1 triệu quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi. Tiếp theo là lô hay cây lẻ anh? Dạ cây lẻ. Cây lẻ ha. Cây số 1 luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 1. Rồi tăng lên. Cây số 1 hoàn thân là 13 hoàn. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 45. Chiều cao là 45. Để ăn cắm rất là đều nha cô chú anh chị. Rồi cái số 1 anh Zalo giá nhanh. À, cái số 1 này Zalo với giá là 400.000. Giá 400.000 quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 2. Tiếp theo là cây số 2. Hoành thân là 12. 12. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 32. Chiều cao là 32. Rồi anh xem dần. Cây này chuẩn bonsai nha quý vị. Đế rất là đều. Rồi, mặt đế đều có nha. Cây số 2 anh Zalo giá nhanh. Dạ cây số 2 Zalo giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo. Tiếp tục là cây số 3. Rồi tăng luôn. Hình thân là 11. 11 mình. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 33. Chiều cao là 33. Cái này củ nở nha quý vị. Đây có một số chân cành. Để đều bốn mặt luôn. Để ăn sắn vào nhau. Rồi cây số 3 anh Zalo giá nhanh. À, cây số 3 này em Zalo với giá là 400.000. Giá 400.000 quý vị. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 4. Tiếp tục là cây số 4. Rồi hạt tăng luôn. Hình thân là 13. 13 có hơn ha. Dạ có hơn. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 47. Chiều cao là 47. Rồi để đều bốn mặt nha quý vị. Đây thế này. Rồi cây số 4 anh Zalo giá nhanh. À, cây này em Zalo giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi tiếp theo đây. Tiếp tục là cây số 5. Tiếp theo là cây số 5. Rồi hình thân luôn. Hình thân là 13 hoành. 13 hoành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao. Chiều cao là 41. Chiều cao là 41. Cây này hơi lắc nha bà con. Để đều nha. Rồi cái số 5 anh Zalo giá nhanh. Rồi cái số 5 này em Zalo giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp tục là cây số 6. Tiếp theo là cây số 6. Rồi tiếp theo. Hình thân là 14. 14 đúng. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 43. Chiều cao là 43. Cây này có dáng như là một thú đang bò nha bà con. Rồi cây số 6 anh Zalo giá nhanh. Dạ cây số 6 này Zalo giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị. Tức là cây số 7. Số 7. Rồi hình thân luôn. Hình thân là 14. 14 mình. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 37. Chiều cao là 37. Đế rất là lực nha bà con. Ở trên có một số chi cành. Rồi cây số 7 anh Zalo giá nhanh. Dạ cây số 7 em Zalo giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp tục là cây số 8. Tiếp theo là cây số 8. Rồi 12 hoành. 12 hoành. Tiếp cao luôn. Chiều cao là 63. Chiều cao là 63. Để đều nha quý vị. Rồi, để đây. Chân cành có luôn. Để rất là lực. Rồi, cây số 8 anh Zalo giá nhanh. Dạ cây số 8 anh Zalo giá là 500.000. 500.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp tục là cây số 9. Tiếp theo là cây số 9. Hình thân là 12. Rồi, chiều cao luôn. Củ nở nha. Chỉ cành đều luôn. Rồi chiều cao là 54. Chiều cao là 54. Đây để đây.
Đế quái nha quý vị. Rồi cây số 9 anh giao lưu giá nha. Cây số 9 em giao lưu giá là 500.000. Giá 500.000 luôn quý vị. Thì đơn hàng từ 1 triệu đó lên thì con bao ship toàn quốc. Rồi dưới 1 triệu thì có gì có thuận nhanh ha. Dạ đúng rồi. Tiếp theo là cây số 10. Số 10. Anh Thân luôn. Anh Thân là 12. 12 quanh. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 54. Chiều cao là 54. Để đây. Để điều nha. Trụng lắc rất là đẹp nha quý vị. Chuẩn bonsai luôn. Rồi cái số 10 anh giao lưu giá nhanh. Dạ cây này em giao lưu giá là 400.000. Giá 400.000 quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 11. Tiếp theo là cây số 11. Rồi anh Thân luôn. Để nôm quái. 10 quanh. 10 quanh. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 43. Chiều cao là 43. Rồi anh sang dòng luôn. Để nôm nha. Rồi cây này anh giao lưu giá nhanh. Anh giao lưu giá là 400.000. Cây số 11 ha. Cây số 11. Cây số 11. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 12. Rồi Hành Thân lên. Bình Thân cây số 12 là 10. 10 hoành. Rồi chiều cao lên. Chiều cao là 49. Chiều cao là 49. Đây, để điều nha quý vị. Đế ăn cắm rất là lực cây. Rồi cây số 12 anh giao lưu giá nhanh. Cây số 12 này giao lưu giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Dạ. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 13. Số 13. Rồi Hành Thân lên. Bình Thân là 9 hoành. 9 hoành. Xuống đây luôn. Rồi khoảng dưới đây ha. Dạ. Này thì 11 hoành. 11 hoành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Kỳ quái nha quý vị. Đây có quấn nguyên một cục đây luôn nè. Rất là đẹp nha. Đích nở để xa nha. Rồi cây số 13 anh giao lưu giá nhanh. Dạ cây này em giao lưu giá là 400.000. Giá 400.000 quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 14. Tiếp theo là cây số 14. Rồi tăng luôn. 11 đúng. Thân là 11. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Cái này đế khá nha quý vị. Rồi cây số 14 anh giao lưu giá nhanh. Cây số 14 này em giao lưu giá là 400.000. Giá 400.000 quý vị ơi. À, tiếp theo. Tiếp theo là cây số 15. Hoành Thân là 14 hoành. 14 hoành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao 33. Chiều cao là 33. Cái này có phong cần dù nha quý vị. Để đây. Cây này là lực cây. Để ăn cắm. Rồi cây số 15 anh giao lưu giá nhanh. Cây số 15 giao lưu giá là 400.000. Giá 400.000 quý vị ơi. Tiếp theo là cây số 16. Mình Thân có cây 16 là 12 hoành. 12 hoành hơn ha. Dạ, chỉnh chút. Chiều cao luôn. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Đấy đây. Rồi cây số 16 anh giao lưu giá nhanh. Cây số 16 giao lưu giá là 400.000. Giá 400.000 luôn quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 17. Rồi, anh đây. Cây số 17 của Hoành Thân là 11 hoành. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 42. Chiều cao là 42. Tặng dù nha quý vị. Đây, để đây. Để ăn cắm xuống. Rồi, cây số 17 anh giao lưu giá nhanh. Dạ, cây số 17 em giao lưu giá là 400.000. Giá 400.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi. Tiếp theo là cây số 18. Chiến canh phóng ta phóng chiến canh hai cái sừng con nai luôn. 11 quanh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 44. Chiều cao là 44. Đế thì đặt gọt. Đây, đây đây. Rồi cây số 18 anh giao lưu giá nha. Cây số 18 giao lưu giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 19.
16 ảnh đi. Có hơn ha. Dạ, có hơn. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 49. Chiều cao là 49. Cái này trực, dán trực, dán trực. Mình đế rất là cứng nha. Đây, để đây. Bốn mặt đều có luôn. Rồi, cái số 19 anh giao lưu giá nha. Cái số 19 em giao lưu giá 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý vị ơi. Tiếp theo là cây số 20. Cây số 20. Rồi, anh tăng luôn. Nhỏ rất là dài cây nha quý vị. 16 anh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 30. Chiều cao là 30. Cái này rất là lực nha. Nhỏ mà cây nó dài dữ lắm mà. Rồi, cây số 20 anh giao lưu. Ngay mấy vị trí này là có bể xù rồi nha quý vị. Đây nè. Này xù chảy hay xù gì anh? Xù chảy mấy cục cây mốt nó lành lại thành xù nu luôn nha quý vị. Cây 20 này có giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý vị. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 21. Rồi, anh Tân luôn. Anh Tân có 21 là 13 quanh. 13 quanh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 28. Chiều cao là 28. Đây, để đây. Để ăn cắm nha quý vị. Rồi, cái số 21 anh giao lưu giá nhanh. Cái 21 anh giao lưu giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý vị. Rồi, tiếp theo đây. Tiếp theo là cây số 22. Mười ba hoành. Có hơn ha. Dạ hơn. Mười ba lưỡi tính 13 thôi. Chiều cao là 45. Chiều cao là 45. Chỉ cầm đều nha bà con. Cây rất là mạnh cây. Cây rất là mạnh cây này đâm chồi nè. Bắt được ha. Dạ dạ. Rồi, cây số 22 anh giao lưu giá nhanh. Dạ, cây số 22 này có giá là 600 ngàn. 600 ngàn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 23. Cây 23 là hoành là 11. 11 hoành. Chấm đo cũ hay cũ hay hơi nở. Rồi, thử cũ. Cũ thì 17 đi. Có hơn ha. Rồi, chiều bay luôn. Dạ. Chiều bay là 44. 44. Đế là đều nha. Quá đế luôn, nguyên bệ đế luôn. Rồi, cây số 23 anh giao lưu giá nhanh. Cây 23 này em giao lưu giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 24. Cây 24 này 14 của anh. 14 của anh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 44. Chiều cao là 44. Đây nè. Rồi, cây số 24 anh giao lưu giá nhanh. Cây 24 này em giao lưu giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Mong cô chú và các anh chị hãy nhanh tay ủng hộ cho Toàn nha. Tiếp theo là cây số 25. Cây số 25 có hoành thân là 15 của anh. 15 ha. Rồi, dạ. Chiều cao luôn. Chiều cao là 87. Chiều cao là 87. Đế nôm nha. Chiên cành đầy đủ nha. Đây, đây đây. Cây này rất là đẹp cây. Chi cành đầy đủ đế nôm. Rồi, cây số 25 anh giao lưu giá nhanh. Cây số 25 có em giao lưu giá là 800 ngàn. Giá 800 ngàn quý vị ơi. Xuống nha. Rồi, tiếp theo luôn. Đổi cây. Tiếp theo là cây số 26. Rồi, ok đế quái. 15 quanh. 15 quanh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 58. Chiều cao là 58. Đế đặt gọt luôn nha quý vị. Đây, đây, đây. Đây, có một số chân cành. Cây này rất là già cây. Mớp nó méo. Rồi, cây số 26 anh giao lưu giá nhanh. Cây 26 này em giao lưu giá là 600 ngàn. Giá 600 ngàn quý vị. Tiếp theo là cây số 27. Một con thú đứng luôn. Rồi, anh Thân luôn. Hoành thân là 14 đi. 14 hoành thân. Có hơi miếng. Chiều cao luôn. Chiều cao là 62. Chiều cao là 62. Cây đế ăn cắm rất là lực cây nha quý vị. Cũ hay nở nè. Rồi, cây số 27 anh giao lưu giá nhanh. Cây 27 này em giao lưu giá là 700 ngàn. Giá 700 ngàn quý vị. Rồi. Tiếp theo là cây số 28.
18 có 14 của anh. Có hơn ha. Trời rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 62. Chiều cao là 62. Cây này chân cành đầy đủ nha. Đây. Quá đẹp quý vị ơi. Rồi, cây số 28 anh vô lưu giá nhanh. Cây 28 anh vô lưu giá là 700.000. Giá 700.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là cây số 29. Quá già cây luôn. Rồi, tăng luôn. Thì, 13 của anh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 68. Chiều cao là 68. Đến ôm nha. Đây, có một số tay cành. Cho xù cục cục luôn. Cây này sần xù này như xù. Hơi lên nhẹ, nhẹ ha. Rồi đúng rồi. Cây này rất là già lắm rồi. Rồi cây số 29 anh vô lưu giá nhanh. Cây 29 em vô lưu giá là 800.000 nha. Giá 800.000 quý vị. Tiếp theo là cây số 30. Tiếp theo là cây số 30. Rồi. Thân là 15 của anh. 15 của anh. Chiều cao là 60. Chiều cao là 60. Đây, đế này đế đều nha bà con. Cũng đế rất là bự. Có một số chỉ cầm. Rồi, cái số 30 anh vô lưu giá nhanh. Cái 30 này anh vô lưu giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo bạn. Tiếp theo là cái số 31. Cái 31 này hoành thân là 13 hoành. 13 hoành thân. Có hơn 13 rưỡi. Chiều cao lên. Chiều cao là 50. Chiều cao 50. Đây, đế rất là lớn nha. Ba bên luôn. Rồi, cái số 31 anh vô lưu giá nhanh. Cái số 31 này em vô lưu giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị. Rồi, tiếp theo lên. Tiếp theo là cái số 32. Cái 32 có hoành thân là 12. 12 đúng. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 50. Chiều cao là 50. Em đo cái cũ quá. Thử cũ quá. Cũ này hơi nở nè. 19 nè. Để sai luôn. Rồi. Để nôm nè. Đây, để đây. Có một quẻ triệu này rất là lớn nè. Lực cây dữ luôn. Rồi, cái số 32 em vô lưu giá nhanh. Cái 32 này em vô lưu giá là 700.000. Giá 700.000 quý vị ơi. Tiếp theo là cây số 33. Ở trên này thì 12 của anh. Đây thì 18 của anh đây. Rồi, chiều cao luôn. Cây này có hai nhánh gai như hai sừng con nai nha quý vị. Chiều cao là 58. Chiều cao là 58. Đây, nếu nhìn mặt này thì như hai sừng con nai luôn. Đây, để đây. Cái 33 này em giao lưu giá là 600.000. Giá 600.000 quý vị ơi. Đế này rất là lớn nha quý vị. Ba mặt có ráo luôn. Rồi. Tiếp theo là cây số 34. Cây 34 có hoành thân là 13 của anh. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 39. Chiều cao là 39. Có một số chân cành nha quý vị. Đây nè. Rồi, cái số 34 anh vô lưu giá nhanh. Cái 34 này em vô lưu giá là 600.000. Giá 600.000 cái gì vậy? Rồi, tiếp theo không? Tiếp theo là cái 35. Tiếp theo là cái số 35. Cái 35 cái hoành thân là 11. 11 hoành. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 46. Chiều cao là 46. Dễ quá nha quý vị. Nó hơi lắc nhẹ chút. Rồi, cái số 35 anh vô lưu giá nhanh. Cái 35 này em vô lưu giá là 500.000. Giá 500.000 quý vị ơi. Rồi, tiếp theo lên. Tiếp theo là cái số 36. Tiếp theo là cái số 36. Rồi, tăng luôn. Hoành thân là 12. 12 đúng. Đo cái cũ này cũng nở dữ rồi. Cũ thì 21. 21. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 47. Chiều cao là 47. Đế gom lại rất là lực nha quý vị. Đế ăn cắm xuống rồi. Đây, đế đây. Ba bên luôn, bên đây cũng có nữa nè. Đế rất là to. Nhìn rất là cứng cây.
Rồi, số tay cầm 36 anh vô lưu giá nhanh. Cây 36 anh vô lưu giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý chị ơi. Tiếp theo là cây số 37. Đây, cây 37 đây. Bình thân là 12 của anh. Chiều cao luôn. Chiều cao là 37. Chiều cao 37. Đế quá nha. Đây này. Đế quá này. Rồi, cái số 37 anh giao lưu giá nhanh. Cái 37 này em giao lưu giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý vị anh. Tiếp theo là cái số 38. 38 này 10 quanh. 10 quanh đấy. Rồi, chiều cao luôn. Nhìn chút. Chiều cao là 47. Chiều cao là 47. Đế đều nha quý vị. Rồi, cái số 38 anh giao lưu giá nhanh. Cây 38 này lưu giá là 500 ngàn. Giá 500 ngàn quý vị ơi. Cây 39 này rất là đẹp luôn. Tiếp theo là cây số 39. Vì chơi đổ được, không tàn được luôn. Cây 39 này 12 hoành. 12 hoành. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40. Cây này rất là đẹp nha quý vị. Vì đống đen bo là chơi dán đổ luôn nha quý vị. Đây, đây, đây. Đế đẹp. Củ cũng nở. Rồi, cây số 39 anh giao lưu giá nhanh. Cây 39 em giao lưu giá là 600 ngàn. Giá 600 ngàn quý vị ơi. Tiếp theo luôn. Rồi, cây 40 là cây cuối cùng của clip. Số 40, cuối cùng của clip ha. Dạ. Rồi. Bình thân là 15. 15 quanh. Chiều cao là 32. Chiều cao là 32. Kè rất là cứng cây nha. Con rễ nó muốn bằng cái thân luôn rồi. Củ nở. Rồi, cây số 40 anh giao lưu giá nhanh. Cây số 40 em giao lưu giá là 700 ngàn. Giá 700 ngàn quý vị ơi. Rồi, hết cây anh. Rồi, clip em cũng xin cũng mong là cô chú và các anh chị ở mọi miền Tổ quốc hãy ủng hộ cho Toàn mạnh tay để thời gian tới Toàn có thể kiếm cái mai phôi đẹp hơn để phục vụ quý vị và các anh chị ha. Dạ. Rồi, cảm ơn Toàn nhiều ha. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu mua mai vàng thì liên hệ số của anh Toàn mình để phần tư liệu video. Quý vị vào xem và liên hệ anh Toàn để thuận giao lưu nhé. Rồi video mình cũng tạm dừng tại đây. Nếu thấy hay nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.